Và xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Thuyết Xe Đạp Bài Nhật. Bây giờ hôm nay em lên sóng cho các bác một chiếc Touring Fundo của Anh xuất Nhật. Một chiếc xe khung sườn nhôm rất chi là chất. Một chiếc xe có gam màu chủ đạo của khung sườn của nó là màu xanh tím, xanh tím than nha các bác. Có màu tím than đấy. Các bác đang xem video cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh cho em xin thêm một nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn. Và trước khi đi vào cấu hình chi tiết của chiếc Rover này thì em xin báo giá chiếc xe này với các bác là 10 triệu 500 nghìn đồng bao ship tận nhà cho các bác. Một chiếc Rover với cấu hình chiều cao các bác cứ lên cho em là 1m55 trở lên là đi rất chi là ok. Một chiếc Touring Fundo thể thao du lịch rất chất của Anh xuất Nhật. Mời các bác xem cấu hình chi tiết của xe. Phía sau của xe được trang bị một gác ba ga chở đồ rất chi là chất, màu đen, gọng nhôm được sơn tĩnh điện màu đen. Đuôi gác ba ga có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng, chiếc đèn cảm biến ánh sáng. Ban đêm như gõ vào là nó sáng thôi, đi dùng nó cũng có cảm biến ánh sáng là nó sẽ sáng nha các bác. Đèn phản quang ở đuôi rè màu đỏ. Rè của nó, rè của xe này là rè nguyên bản, rè nhựa đàn hồi. Rè nhựa đàn hồi của Nhật nhá. Đũa rè là bằng inox. Đũa rè inox nhá. Lốp là lốp của sao vàng các bác ạ. Lốp của sao vàng, lốp mới, bên em thay mới lốp của sao vàng. Đây. Cỡ bánh lốp của nó là bánh 24 nhá. Bánh xe này bánh 24 x 1/3/8 nhá. Bánh 24 x 1/3/8. Trông rất xinh xắn đẹp luôn. Vành là vành nguyên bản zin theo xe, vành nhôm trắng hai lớp. Vành nhôm trắng hai lớp. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng nhá. Xe có gọng bảo vệ cùi đè và cùi đè của nó là Shimano Tunay. Shimano Tunay. Hệ thống dây phanh cũng của Shimano luôn. Xích líp của đĩa của Shimano luôn nhá. Xe sử dụng 5 líp. Một đĩa 5 líp đùi nhôm. Đùi đĩa xích líp là nguyên bản zin theo xe. Phanh sau của nó là phanh gọng C của Shimano 3 mảnh nhôm. Thời tiết là trời em hơi ho, các bác thông cảm nhá. Gọng C 3 mảnh nhôm, mã phanh zin theo xe. Cọc in và in là zin theo xe luôn. Xe khung sườn nhôm. Đây mỗi hàn mấy cá này rất chất. Sơn zin theo xe nhá. Sơn zin theo xe. Chiếc cờ Anh này các bác. Rover, hãng xe rất nổi tiếng của Anh đấy. Xuất Nhật. Rất chất, gọng nước được bắt ở như khung chéo. Đây là vết bụi cho các bác. Bụi bẩn đấy. Gọng nước là gọng nhôm, được sơn tĩnh điện màu đen luôn. Các tem chữ Nhật đang còn đây. Xe hàng vải Nhật này. Chiếc xe đang còn rất chất. Chiếc xe này trang bị chân chống ở chính giữa nhá. Chân chống đơn chính giữa. Xe là sử dụng cần gạt số cho các bác. Cần gạt số mang phong cách cổ điển. Nó giống như kiểu của chiếc xe thủy thủ ngày xưa, xe đấu giá đấy. Cái hộp số này được gắn vào mặt trước của xe. Ghi đông pô tăng là ghi đông pô tăng nhôm trắng. Nhôm trắng dạng mạ inox sáng choang luôn. Đây mỗi hàn với cá đây các bác, rất đẹp này. Rất đẹp luôn. Tay nắm là tay nắm chống trượt zin theo xe, tay phanh là tay nhôm. Tay nhôm của Shimano luôn các bác ạ. Tay nhôm của Shimano. Chuông này là chuông rất kêu, bên em trang bị thêm. Các bác xem logo này, logo của Rover này, thương hiệu Anh này. Một miếng viền nhôm này. Nền mặt đỏ này. Chữ khắc này. Trên mặt logo này được gắn trực tiếp ở như càng trước này, mặt trước của càng này. Đây, ký hiệu số khung số càng này các bác. Số khung nhá, khung xe gắn trực tiếp ở khung trước của xe. Đây cũng càng nhôm luôn nhá. Càng nhôm. Đây mỗi hàn với cá này các bác, càng nhôm. Về cấu hình bánh trước như bánh sau, rè là rè nhựa đàn hồi, chất lượng cao của Nhật. Đũa rè là đũa rè inox và cái đũa rè này nó có uốn lượn sóng rất chi là đẹp nha các bác. Thiết kế là rất đẹp luôn. Bánh là lốp của sao vàng. Bánh trước ấy cũng 24 x 1/3/8. Vành nhôm trắng hai lớp. Nan hoa này là nan hoa inox chân đồng.
Meyer trước là Meyer phát điện của Shimano. Meyer phát điện của Shimano nó cấp cho chiếc đèn cảm biến ánh sáng ở phía sau, cũng như là cặp đèn LED, cặp đèn cổ ở phía trước đây. Đấy, hai đèn nha các bác, hai đèn được gắn ở mặt trước của gác ba ga phía trước đấy. Phanh trước cũng là phanh của Shimano, trọng nhôm 3 mảnh. Gác ba ga phía trước là inox nhá. Gác ba ga phía trước là inox sáng bóng luôn. Đi kèm luôn là phụ kiện là giỏ hàng phía trước cũng inox nhá. Đôi pedal của nó bên em chưa lắp, đang để giỏ hàng này. Pedal này. Pedal của nó là gọng nhôm các bác ạ. Gọng nhôm. Lõi là lõi thép chống gỉ, gọng nhôm. Lõi này lõi nhựa các bác, lõi nhựa chất lượng cao đấy, của Nhật đấy. Pedal zin theo xe đấy. Đây. Pedal zin theo xe đấy. Mặt phản quang màu vàng. Rất chi là chất. Xe sử dụng hộp số, trang bị full đồ, hai đèn trước. Dạng như là dạng xe thể thao, dạng thể thao cổ đấy, thể thao du lịch, nhìn là như dạng xe full lắp đồ như dạng xe cổ các bạn. Rất chi là chất luôn. Và em xin báo lại giá chiếc xe này là 10.500.000 đồng nhá. 10.500.000 đồng bao ship tận nhà cho các bác. Các bác yêu thích thì hãy liên hệ theo số điện thoại chạy trên màn hình, đồng thời kết bạn Zalo để em tư vấn kỹ hơn về chiếc Rover này. Một chiếc xe khung sườn nhôm full đồ, touring du lịch, Anh xuất Nhật, rất chi là chất. Các bác liên hệ ngay cho em để được sở hữu chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.